Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Và ngày hôm nay thì tiếp tục sẽ là một cái bộ loa thanh lý như thế này. Thông thường trước đây để mọi người mua được cái bộ cấu hình loa 3 bát thì mọi người đã phải bỏ ra cái giá tầm khoảng từ 35 cho tới 40 triệu. Và nếu mà có kèm một chiếc loa array như thế này thì cái giá của nó lên khoảng 5-6 triệu nữa. Có nghĩa là cái giá mà chúng ta mua thành phẩm cái bộ này sẽ là từ 40 cho tới 45 triệu ha. Thì ngày hôm nay thì bên Huy còn một bộ duy nhất và bên Huy sẽ thanh lý cho mọi người cả cái bộ này với chỉ cái giá là 25 triệu thôi. Và mọi người hãy cùng Huy khám phá xem là cái bộ thanh lý này nó sẽ gồm ở những thiết bị gì nha. Rồi, về phần loa ha, thì đầu tiên sẽ là một cái thùng loa kéo 3 bát. Đây thì bên Huy sử dụng là một bát xúc 5 tấc và hai bát 4 tấc ha. Cái bát 4 tấc này thì từ 190 và 076. Và ở ngay phía trên này thì bên Huy sẽ trang bị thêm cho mọi người một chiếc loa array 40 để nó làm cho cái lời của cái dàn loa kéo này nó khủng khiếp hơn. Thì với cái số lượng loa như thế này thì mọi người có thể cho thuê kéo này, hoặc là chúng ta chơi ở những cái khu sân vườn ở trong nhà thì rất là ok ha, rất là mạnh. Rồi, và thiết bị ở dưới thì bên Huy sẽ đi là một cái bộ micro của Subot. Thì bộ micro này khi mà đi với dàn loa kéo rất là nhẹ nhá. Một bộ vang X6 và một cục đẩy rất là cao cấp 4 kênh. Thì cục đẩy này có công suất đâu đó mà là 1400W trên một kênh, thì thoải mái cho anh em đánh cả cái bộ dàn này. Và sau này nếu mà chúng ta có nhu cầu nâng cấp thêm, tức là nâng cấp thêm một chiếc loa array nữa thì vẫn được nha. Đó, nó rất là khỏe. Rồi, bây giờ mọi người hãy cùng Huy test thử cái chất âm của cái dàn loa này xem nó sẽ như thế nào. Và bây giờ mình sẽ test mic tiếng hú trên cái bộ loa thanh lý này như thế nào nha các bạn. Phải nói là tiếng mic rất là ok với cái tổng giá thanh lý này, là phải nói có 102 luôn nhá. Bây giờ mình sẽ test tiếng mic và mình ca một đoạn cho các bạn tham khảo và nghe như thế nào chỉ một bộ duy nhất này. 1 2 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 mình đang đầu sát với cái bộ loa kéo này nha các bạn. Rồi, ok các bạn, như vậy thì với cái bộ loa kéo mà khuyến mại này thì với cái độ chống cũng rất ok nha các bạn nghe mình cảm nghe khúc và test trên cái bộ loa kéo thanh lý này thì như thế nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nàng ca sĩ cô gái
Như vậy là mọi người vừa mới được nghe bên Huy test qua cái chất âm của cái dàn loa này đúng không ạ? Thì với một cái dàn loa được phối hợp rất là tốt cũng như là kỹ thuật setup của bên Huy thì cái dàn loa này đã có một cái chất âm rất là hay, tiếng mic nhẹ và độ trúng hú của nó sẽ rất là cao, thì thoải mái cho anh em chúng ta đi làm ở khu vực ngoài trời cũng như là chúng ta đánh những cái tiệc lớn ha. Không khác gì một cái dàn loa sân khấu cả. Thì mọi người mà có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ cho Huy theo ba cái số điện thoại hotline mà Huy có để phía góc trái màn hình, hoặc trực tiếp tại địa chỉ đó là 670 đường Lũy Văn Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và Huy xin nhắc lại, bộ này chỉ có một bộ duy nhất thôi nha. Anh em nào nhanh tay thì chúng ta có thể mua được bộ này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau.